Điểm tin tối ngày 11 tháng 10 năm 2023. Cháy xe đầu kéo trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 10, xe đầu kéo biển số 47H02245 lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng Bắc Nam. Khi đến vị trí km 62 thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ở phần đầu xe. Nhận tin báo cháy từ tài xế, liên danh đơn vị vận hành hầm Mũi Trâu trên cao tốc La Sơn - Túy Loan gồm Công ty Cổ phần Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bắc Nam điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường. Cùng với đó, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an huyện Hòa Vang tăng cường đến hiện trường phối hợp chữa cháy và đảm bảo giao ththông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Đến 21 giờ 10 ngày 10 tháng 10, các lực lượng phối hợp đã khống chế được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe đầu kéo hư hỏng nặng. Trong đêm, lực lượng công an đã điều tiết phương tiện, không xảy ra ùn tắc, kẹt xe trên tuyến. Nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo hiện được công an huyện Hòa Vang thụ lý làm rõ. Hà Nội, ô tô Camry lao lên vỉa hè, xe bốc khói, tài xế bất tỉnh. Sáng 11 tháng 10, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang giải quyết vụ tai nạn giao thông liên quan đến một người đàn ông điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Camry lao lên vỉa hè rồi bất tỉnh. Cụ thể, lúc 21 giờ 58 ngày 10 tháng 10, tài xế TVH sinh 1971, trú tại Đông Anh, Hà Nội, điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Camry đi trên đường Phạm Hùng, hướng từ Khúc Duy Tiến, Phạm Văn Đồng. Khi đến nút giao Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ bất ngờ lao lên vỉa hè. Sau cú va chạm mạnh, tài xế H không tỉnh táo, chân vững đạp ga, khiến bánh trước bên trái của xe xoay tròn, tạo ma sát với lòng đường, bốc khói mù mịt. Khi phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã tri hô gọi tài xế nhưng không thành công. Người dân gọi báo lực lượng công an để tìm cách giải cứu tài xế. Nhận được tin báo, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và đưa tài xế H đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời yêu cầu bệnh viện xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy trong máu đối với tài xế. Căn ngăn cặp vợ chồng cãi nhau, một công an bị đâm chết. Sáng 11 tháng 10, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trong lúc làm việc, một công an bán chuyên trách xóm ở địa phương bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 tối ngày 10 tháng 10, vợ chồng ông NTD, 54 tuổi, ngụ xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát. Tiếp nhận thông tin, ông Hoàng Thế Thắng, 55 tuổi, công an bán chuyên trách ở xóm Yên Quả, đã báo cáo sự việc lên cấp trên, nhanh chóng đến gia đình nọ để nắm bắt thông tin. Khi đang làm nhiệm vụ, chờ tổ nghiệp vụ xuống phối hợp, bất ngờ ông Thắng bị ông T đâm trọng thương. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Thắng đã tử vong. Được biết, sau khi đâm ông Thắng, ông Tê đóng cửa cố thủ trong nhà. Lực lượng công an huyện, công an xã đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ ông Tê ngay sau đó. Ông Thắng có 3 người con, làm nhiệm vụ công an bán chuyên trách ở địa phương hơn 10 năm qua. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ. Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường sau va chạm giao thông. Ngày 11 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng đánh nhau do va chạm giao thông ở gần cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Các đối tượng gồm Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1999, Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1992, Phạm Văn Hộp, sinh năm 2002, Huỳnh Trung Tính, sinh năm 1994, Bùi Văn Túy, sinh năm 1983, Phạm Vũ Phương, sinh năm 1990. Công an đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, ngày 8 tháng 10, Tính, Túy và Phương điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 13 thì xe của Tính va chạm với xe của Linh đang chở Hộp ngồi sau. Sau khi xảy ra va chạm, Linh gọi điện kêu Tâm đến hỗ trợ. Sau khi Tâm đến, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực quốc lộ 13 đoạn qua khu phố 4 phường Thới Hòa. Công an thị xã Bến Cát đã mời các đối tượng trên về trụ sở. Tại đây, các đối tượng trên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ. Độc lạ cuộc thi Hoa hậu Việt ở Lạng Sơn gây sốt mạng. Ngày 10 tháng 10, những hình ảnh về cuộc thi Hoa hậu Việt ở Lạng Sơn đã gây xôn xao mạng xã hội. Theo nội dung chia sẻ, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thất Ghê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt đầu xanh chọn ra Hoa hậu Á hậu 1 và Á hậu 2 với tổng giải thưởng 51 triệu đồng. Sự kiện này thuộc khuôn khổ chương trình quảng bá tinh hoa Việt quay Thất Ghê, các món ẩm thực và sản phẩm đặc sản của địa phương nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Thất Ghê, 10 tháng 10 năm 1950, 10 tháng 10 năm 2023. Cụ thể là duy trì thương hiệu Việt đầu xanh, tôn vinh người chăn nuôi Việt ở huyện Tràng Định. Trong đó, Hoa hậu Việt thuộc về xã Chí Minh, Á hậu 1 thuộc về xã Đội Cấn, Á hậu 2 thuộc về thị trấn Thất Ghê, tổng giải thưởng trị giá 51 triệu đồng sử dụng cho công tác an sinh xã hội.
Sau khi nhận được thông tin cuộc thi, chính quyền xã đã lựa chọn những con vịt tốt nhất của người dân để dự thi. Đây là những con vịt đạt đủ tiêu chuẩn như cân nặng trên 3 kg, nuôi hơn 6 tháng, đầu xanh, lông mượt, bao lông ống mượt, đều, đẹp. Con vịt đạt giải hoa hậu sau đó được bán đấu giá 35 triệu đồng.